Bà con, ai đang gặp vấn đề về kim cương đến shop tôi cam kết chữa khỏi 100%. Nhân dịp khai trương shop YummyTV.com tặng miễn phí kim cương hàng ngày lên đến 1 triệu kim cương, tăng tỷ lệ trúng 9.999 kim cương siêu nhiều. Link shop mình để dưới phần mô tả nha mọi người. Hello, konnichiwa, tất cả các anh em đã đến với channel của mình thì mình chính là cô bé Yummy của tiểu học Mê đây. Ok, và trước khi bắt đầu video này các bạn nhớ đừng quên để lại cho mình một like, một share, nhớ nhấn luôn nút đăng ký để cho kênh channel của Yum đạt được 700k subscribe sớm nhất nha mọi người. Còn bây giờ thì vô video thôi, let's go. Một cô em học sinh tươi quá đi mà thôi. Ủa gì vậy? Ê trời sợ à. Sợ luôn á. Tao nói 21 mày hù cho chị. Bữa nghe ông có tin con ma, người ma sói, người sói gì đó, sợ lắm, có bóng quốc dài trong luôn. Biết sợ ghê, mà bỏ le đổ lét luôn. Cắn gì ghê không? Trời nội ơi. Cắn trên ghế. Trời ơi thì ra tụi đang bày gì mà sói, mặn rắn qua vậy. Hỏi đi, hỉ nó. Hỏi đi. Anh hãy làm thuốc ngâm nữa đi. Mấy cái thuốc ngâm là phải mua nữa. Bây giờ mình làm gì còn tiền nữa đâu mà mua lại. Sao bây giờ mình cái gì vậy chứ mấy? Hồi nãy giờ tôi ở ngoài sân vườn á, tôi nghe tụi nó bàn rất là nhiều điều. Tụi nó bàn về cái gì? Tụi nó bàn về một việc đó chính là 10 sói ma sói cái gì đó đó. 10 sói ma sói sao? Tặng tiện ngày hôm nay tôi vừa đọc được comment của mấy bạn kêu tôi á là comment gì vậy? Hãy làm cái thuốc ngâm giống cái thuốc ngâm mà Titan lần trước nữa đi. Ôi ơi, ok luôn. Ông đặt thuốc ngâm người sói đi. Đúng rồi, tụi mình sẽ làm thuốc ngâm người sói, hiểu chưa? Ok, tôi hiểu rồi. Để ông tôi làm, lên tôi coi thử coi cái để tôi coi cái shop mà bữa tôi mua á, nó còn bán gọi là người sói đó không? Ê có nè. Ôi mà tới 800 ngàn, $800 một bình. $800 một người. Phải. Ê vậy mua đi, sugar Ajinomoto. Thôi để tôi đi mượn tiền nha. Thôi thương ông quá. Thôi cũng được, đi mượn thôi. Tí để tôi kêu tổng thống ra, tôi mượn tiền tổng thống nha. Ê. Sao hả Hiha? Tao là tổng thống Hiha nè. Cho mượn $1.600 đi. Được không? $1.600 là 2 bình lận. Thấy là như vậy cũng hợp lý đó. Được rồi, ta sẽ cho mày mượn $1.800 nhưng mà với điều kiện là mày phải trả cho tao trong vòng 3 ngày nha Hiha. Tao là tổng thống chứ tao không phải là cha là mẹ mà tao đưa tiền cho mày xài lâu như vậy được nha Hiha. $1.600 đó mày. Ui, cảm ơn nhiều nha anh bạn. Được rồi, đi, bye bye. Ok rồi đó, sugar Ajinomoto. Ok rồi đó, sugar Ajinomoto. Còn bây giờ thì tạo tuốt thôi mọi người ơi. A few moments later. Có tiếng chuông, chuông hả? Má ơi nó bấm chuông. Có phải là anh bà Hi bà Ha gì đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Anh ship cái thùng gì đây nè đúng không? Đúng rồi, nhanh đi, một cái thùng này của anh là 800 mà 2 thùng cộng lại tỷ 6. Dạ. Một thùng thì 800 mà 2 thùng thì tỷ 6 hả? Vậy thôi, tôi có cách rồi. Bán thùng để lấy. Đúng rồi, bán một thùng cho tôi đi. Nè, một thùng nè. Đó, vậy mua một thùng phải không? 1, rồi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Ok, cảm ơn. Rồi. Tôi đi đây, một thùng nữa, bán hai thùng nữa. Cái gì mày con vậy? Đúng rồi, thì tôi mua ăn lần thùng, tôi đâu mua 2 thùng. Mình đang bị chuyện đi đâu đi dài đi đá bay. Lẹ đi. Trời ơi, bán hàng vậy là chết người rồi. Trời đi vô. Bây giờ tôi xây nè. Cái máy này á là một cái máy nhỏ thôi. Đó, xong rồi bây giờ bà giữ cho tôi hai cái thuốc này, thuốc ngâm đó. Để giữ ra đừng có xài bậy bạ nha bà nội. Sói vậy? Vậy thôi bỏ vô trong hư lương đi chứ chắc ăn. Tôi bắt không tôi đụng vô quá, tôi ngu lắm. Ủa sao tới 2 ô, đụng chợ 4 ô luôn. Đó, thì mình đứng vô thì nó sẽ có cái thuốc ngâm nữa. Thì một bình sẽ là một để cái thuốc ngâm, một bình là mình ngồi vô trong đó, hiểu chưa? Ê, từ xa xa thấy thằng Nguyên ngu kìa mọi người. Nó đi đâu bên đó kìa. Qua ngân hàng, nó muốn cướp ngân hàng hay gì? Cái này á, nó đổi màu rồi. Lần trước là mình xài màu xanh lá cây với lại màu hồng. Còn bây giờ mình xài hành màu cam với lại màu tím. Là hai cái màu này là của loại người sói. Kia nữa là mình của Titan, hiểu chưa? Hiểu rồi. Many minutes later. Sắp xong một máy rồi. Bây giờ chỉ cần xây nó bên ngoài cho nó kiên cố lại, bà hiểu không? Đập cái này ra. Đó, đặt cái này vô. Rồi, bà đặt cho tôi cái máy này vô này. Ở đây luôn hả? Đặt vô này, đặt cái này. Rồi. máy này, bà đặt ngay này. Đó, hợp lý. Rồi qua bên đây nè, qua bên đây bà sẽ xây giống cái bên giống của tôi nè, biết xây không? Biết. À vậy bà xây bên màu tím đi. Much later. Để hết lắm không? Rồi tiếp theo là hai cái cục mà để chuyển khí ga lên. Bây giờ wow, cái của bà tôi xây hơi xa nè, nó mới căng. Màu xanh thì bên đặt nào? Ở đâu? Hả, màu xanh thì đặt bên bên màu tím. Rồi kia, kia là bên còn lại. Go. Để cái chỗ của mình đứng thì cái cục nó cũng nhỏ hơn, hiểu không? Xong hết đó rồi, nước đâu đây qua vô đây đặt đi, vô đây đặt nè. Rồi đặt vô ngay cái cục này, cái cục mà màu á. Ôi đó, màu đỏ quay thế giới chưa vô đâu nè. Giờ bây giờ của bà nè, vô đi, chơi lắp lại. Rồi khi lắp lại là bắt đầu kích hoạt luôn nha, tôi chỉnh luôn á. Ê bên kia thấy có tụi nó kìa. Đâu nữa đâu. Ủa, hình như tụi mình nói chuyện là chỉ tụi mình nghe, nó không nghe được thôi ha. Đúng rồi, tại tôi đặt liên kết cho hai mấy tụi mình hả, không có đặt ở ngoài. Trời ơi. Mấy nó gì nóng kìa. Nó lại sàm gì á zombie mà mình không có nghe nó được. Đó, ê, nó khùng điên vậy. Nó chu nó vô chỗ tôi nè. À, zombie bà chửi nó không nghe đâu zombie. Con chó ơi. Thấy rồi, nó đã quay tao rồi. Chó à chi. Alo. Chó không nghe. Alo, tôi thấy nó nghe em vậy. Tè. Chỉ là cái gì đó trời. Nè. Ừ, bên nha, nó làm gì đâu kìa. Cũng kiểu đơ luôn rồi. Ơi, tụi nó khùng điên chọi từ lứa với mi. Ừ, tôi không hiểu luôn á. Ơi, nó dán ra kìa. Ơi, cứu tôi. Ơi, không sao đâu. Cái phòng bà yên tâm đi. Cái chỗ của mình á là kim cương bất nhập. Là có nghĩa là coi dù ông nội tụi nó cũng đập thủng cái ông da đâu. Chỉ có những người đặt ra thì nói vậy thôi. Ôi, tụi nó là mốt nó thành đảo dán rồi. Nó chơi. Ui, có khi nào zombie lại Hiha biến thành người dán không ta? Ui, kìa qua cái thôi ngủ đi, dán ngủ đi. Ngày mai dậy á là mấy con dán nó còn sợ mình nữa, đừng nói chi tụi nó. Ok, vậy thôi tôi cố tôi ngủ nha. The next day. Ui Hiha ơi. Ui sao tôi dậy nhanh quá ơi. Mình biến hình sói hay gì giờ mọi người ơi. Ôi để mình chỉnh tầm nhìn cao lên xíu. Ôi giờ đập da ơi Hiha. Ừ, không để từ sức. Ôi tôi tự đặt luôn rồi. Đây là mở được. Đặt luôn rồi. Ừ. Ôi. Đó. Ôi. Quá xịn luôn nha mi ơi. Ơi nhìn hình tôi nè. Ôi bự như con voi luôn. Ôi nhìn tôi đẹp không? Ơi mình nghe bụng mình xa để mình Ender nè. Gần lại đâu. Đó nghe cái bụng mình. Đúng rồi nè mấy bạn nhìn nè, ngay bụng tụi mình có một cái viên ngọc Ender. Ơi mình cũng có cái chiêu ngọc Ender xài vĩnh viễn luôn á zombie nè. Đó, hết xong rồi được cho tiếp. Hết nó có tiếp. Ôi cái thú này quá xịn quá Hiha ơi. Thì nó ơi tụi nó nghe thử tụi nó Hiha ơi. Đâu con này không được bất tử em ơi. Con này không được bất tử lắm. Vậy. Ôi cái con sao mà vậy? Vậy. Ôi nó không bắt được. Ôi tụi nó sợ. Mày. Mẹ mày sợ mày. Tôi cũng bị dính luôn rồi nè. Trời ơi. Bé Hên nó đánh tôi kìa. Lấy tiền. Trời mình chỉ đem đi cho nó hiểu rồi. Nabi nè. Láo nè, thằng Hachi láo nè. Ôi rồi. Hachi láo nè. Tôi đưa tiền, tôi đưa tiền. Lấy tiền để đợi sao có tiền nữa. Bao nhiêu có 200 mà không đủ. Hết tiền rồi. Giờ sao? Đi lấy thêm đi, nhanh lên. Không. Nhà bánh gì vậy? Đen thui nè. Đâu. Giúp ơi. Bà nhanh lên. Có con thỏ trên đầu tôi nè. Trời ơi. Nó có thỏ tôi rồi. Nè. Tiền đâu? Đứa nào không có tiền thì đứa đó chết, nhanh. Rồi, đủ rồi. Tha cho Nabi đi, Nabi. Đưa tiền Nabi rồi. Trốn nhà này nha. Trốn trong nhà đi. Không cho vô nha. Đứa nào vô là tôi giết luôn. Lấy tiền. Tiền đâu? Đưa tiền đây, có tiền không? Chạy. Rồi. Mày nghĩ mày thoát được tao không? Không có tiền đâu vậy. Tao lấy tiền, cầm tiền chạy. Ui ao. Cầm tiền chạy, bây giờ đưa tiền hoặc chết. Đúng vậy. Kê có tiền không? Đây, em đưa. Rồi, đưa nha lên. Em vẫn có 50 đô à, tao mình không lấy. Con này. Đây nè. xe đưa tiền còn còn có mấy xe nè trời ơi còn mấy xe nè mày còn mấy xe mày chết mày ra trời ơi sao trời ơi sắp ơi sắp nhạo rồi đâu ra đây coi đồ ra ba ba thả đứa tiền đi đó đây con ở trong đây đừng có đâu đưa tiền đây tụi tao không thôi là tao ra lệnh cho tụi nó đốt tiếp đó rồi tụi nó đốt rồi khỏi ra lệnh lui ra ơi khỏi đốt rồi khỏi ra lệnh chạy 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 đi hết thời gian rồi Dung ơi đi A few moments later. Okay, okay, okay. Mấy anh người bình đường rồi. Mất hết gì kia có tiền. Mất hết nhưng mà có tiền là được. Ông được nhiêu vậy? Tôi được 1.400 nè. Tôi 1.600 là 3.000. Là 3.000. Tụi nó đâu? Tụi nó chắc đang cãi nhau. Quỳ chắc chửi tụi nó chết luôn á. Quỳ chạy ra kìa. Chưa lắm trời. Không chịu đưa tiền. Không đưa tiền. Đi quay gì? Đi quay gì? Bà già con này muốn quay vậy thôi. Trời ơi. Chị nghe đánh ngộ con chồng. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ trả cho tôi 1.600 tiền mới mượn. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi phải đòi với ai chứ sao đòi tôi. Giờ đó. Dạ đủ. Anh kêu, tôi đi đây, tạm biệt. Ui gì trời. Tự nhiên cũng đòi tiền mình luôn, mọi người không hiểu luôn á. Trời ơi, ai mượn mày á. Trời ơi, giờ còn có 1.400 rồi đau lòng quá. Nhưng mà thôi coi tụi nó đánh nhau là được rồi, coi kìa. Mày hả? Trả tiền tổng thống chưa? Dạ ôi, còn có 1.400 à. Ôi được rồi, lợi rồi. Ok, vậy thôi, ok tất cả các bạn ơi. Video của mình đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Mấy bạn coi sau lưng mình thì cũng thấy là tụi nó đang đánh lộn rất là kịch liệt. Còn bây giờ thì bye bye, see ya, I love you, chukamo.